tao biết qua. Dạ. Nó dễ búa xào thịt là ở trong cái địa chỉ, nó chỉ trong cái điện thoại. Ủa chị là bữa nó thấy cái quán này mà mình đúng quán gì chứ hả? Dạ. Không, có bán gì không? Bán nước không? Không có. Dạ, cô ngồi. Dạ. Đây là khách người ta du, người ta đi xem. Đây không có quen biết gì nha các bạn, chỉ là khách người ta thấy trên mạng này nọ, với lại báo được cái người ta đi xem cũng rất là đông. Chú nói anh Đặng ở đây nói là đi theo từng đoàn, buổi chiều là đi đoàn đoàn một ngày tiếp biết bao nhiêu đoàn các bạn. Cô này ở Kinh Sáng Nhìn Cha. Kinh Sáng Nhìn Cha cũng là quê nội mình nha các bạn. Ngày cô này ở Kinh Sáng Nhìn Cha. Cái này mình cầm tay chú Năm. Mình cầm tay chú Năm tất cả. Đây là những vị khách người ta đi xem nha các bạn. Thức ăn này có khác gì ta? Thức ăn này hết. Đúng rồi. Cái thức ăn này ít đạm nè. Trời ơi trời lên kìa. Trời ơi ở đây thế nè. Đúng đúng thức ăn của nó rồi. Đúng gà rán KFC vậy đó. Các bạn biết chứ, gặp mình ở xong cái bé là gặp bầy cái cha này là thạch xong rồi đó, mồi xuống bụp bụp bằng cái này. Ở đây người ta nuôi cho ăn, nó bù để nó ăn rất là thích như các bạn. Đây có còn cá trà đen hồi nãy bắt lên nè. Trong hầm đâu bằng trời.
Cái bên đây con nhỏ không về thấy không? Nhỏ nè, con nhỏ thì mới lội ra. Bữa đó khoai là có bự nhiều lắm à. Con này con đột biến bạch tạng các bạn, quá đông rồi bị đè xuống luôn rồi, vừa ngớp lên chút xíu. Nữa hả? Cái nhà có nó đâu. Đã. Đậu con cá đen nè, cá đen bự. Quá trời cá này nó đen rồi trời. Con này đen không, con hồi nãy bắt lên rồi. Có hai con cá đen nè, ngàn con mới có một con các bạn. Đây là lần đầu tiên thấy cá cha đen luôn. Quá trời luôn. Mình rất là khác biệt nha các bạn. Đen thui. Thank you.
quá trời. Cái này là vác cá ra mà lấy nước nè, đúng nghĩa là vác cá ra lấy nước á. Rồi,